Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Singer 5780. Đây là một cái dòng máy may đa năng của máy may nội địa Nhật Singer. Máy có thể may giả bát sổ, làm khuy và chạy trang trí, tất cả là 15 kiểu đường may. Đây ha, các kiểu đường may rất là đẹp mắt. Đây là một chiếc máy cơ với công suất là 80W và trọng lượng của máy khoảng 9 kg. Kích thước của máy là chiều dài khoảng 40 cm, chiều rộng 20 và chiều cao khoảng 30 cm. Rất là gọn và mình có thể để máy lên bàn, lên ghế hoặc là bất kỳ một cái vị trí nào để mình may ha. Khi không may thì máy nó sẽ có một cái nắp đậy lại và mình sẽ cất vào một cái vị trí nào đó, cất lên tủ hoặc là cất vào góc nhà ha. Rất là tiện, rất là gọn. Hoặc là mình Rồi đây là một chiếc máy nội địa Nhật cho nên mình sẽ sử dụng điện 110V. Thì khi mua máy bên máy may Nguyễn Dung sẽ được tặng kèm một cái biến thế điện. Mọi người sẽ rút cái sợi dây màu trắng của máy, rút sợi dây màu trắng ở phía bên phải của máy ha. Mình sẽ rút ra sau đó cắm vào cái biến thế điện và tiếp theo là mình sẽ cắm cái biến thế điện vào cái nguồn điện 220V nhà mình. Rồi sau khi cắm điện xong á, thì mình sẽ bắt đầu vận hành máy ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người vận hành máy. Đầu tiên là mình xỏ chỉ. Đầu tiên là mình sẽ đánh chỉ suốt ha. Cái suốt để sử dụng cho dòng máy này là suốt máy may gia đình. Mình có thể sử dụng suốt nhựa như vậy hoặc là suốt sắt, suốt inox, suốt nhôm đều được nha. Miễn sao cái chiều cao của suốt là 1 cm, tính lọt lòng là 1 cm ha. Rồi để đánh suốt thì mình sẽ để ở đây. Để suốt một cái cần đánh suốt. Mình có thể sử dụng cuộn chỉ nhỏ như vậy hoặc là cuộn chỉ lớn. Rồi nếu như là cuộn chỉ nhỏ thì mình sẽ để lên và để vào cái vị trí này. Để vào cái vị trí để ống chỉ ở đây ha. Còn nếu mà cuộn chỉ lớn thì mình sẽ để chỉ ở trên mặt bàn. Rồi, mình để chỉ trên mặt bàn. Sau đó mình sẽ kéo chỉ theo các bước theo hướng dẫn. Để đánh suốt thì như sau. Ở đây mình có một cái đồng tiền, có một cái miếng inox này gọi là cái đồng tiền đánh suốt ha. Mình sẽ quấn chỉ này một vòng xung quanh cái đồng tiền đó. Sau đó từ bên phải, từ bên tay trái mình sẽ cầm cái đầu chỉ, cách chừa cái đầu chỉ khoảng 10 cm, sau đó mình quấn cái đầu chỉ đó cố định vào cái suốt đã để trên cần đánh suốt. Sau đó mình sẽ bật cái cần đánh suốt qua bên phải và bấm nút khởi động máy. Lúc này gọi là nút may dừng. Khi mình bấm như vậy á thì máy nó đang cái cần đánh suốt nó xoay và đồng thời máy vẫn hoạt động ha. Cho nên là mình có thể vừa may vừa đánh suốt nha. Chỉ được quấn vào trong suốt. Khi mình thấy nhu cầu đủ rồi thì mình sẽ bấm nút may dừng một lần nữa và cần đánh suốt sẽ dừng lại. Bật cái cần đánh suốt qua bên trái và mình lấy suốt ra để dùng. Đó là bước đầu tiên là đánh suốt ha. Rồi bước thứ hai là đi chỉ. Rồi một cái lưu ý khi mà mình đi chỉ á, thì mình lưu ý là mình sẽ dỡ chân vịt lên. Thì cần nâng hạ chân vịt của máy này là nó sẽ nằm ở đây ạ. Rồi mình nâng chân vịt lên ha. Sau đó mình sẽ kéo chỉ theo các hướng mũi tên. Ở đây có một cái mũi, có một cái móc và có cái mũi tên nét liền nè. Đó, một cái móc ha. Đầu tiên mình sẽ móc vào đó. Mình sẽ móc vào cái móc inox này. Rồi, sau đó mình có một cái móc có một cái móc mũi tên ở đây. Mình sẽ đi thẳng theo hướng mũi tên này. Rồi, kéo thẳng xuống. Rồi, ở đây có một mũi tên ha. Mình lại kéo vòng lên. Rồi, tới đây thì mọi người lưu ý là người ta hướng dẫn mình á là phải đi qua cò. Đây, có một cái hình vẽ đây ha. Có một cái cò ở giữa và cái chỉ này nó phải móc qua cò. Thì để đi qua cò thì mình lưu ý mình sẽ đưa mình sẽ quay cái trục vô lăng này để đưa cò về vị trí cao nhất của cò. Đây, quay trục vô lăng là cái trục tròn bên phải của máy nha. Rồi mình đưa. Đó thì lúc này cái cò nó nằm ở vị trí lên trên cùng này. Rồi, khi mà nó nằm ở vị trí trên cùng rồi thì mình sẽ đưa sợi chỉ này từ bên phải đó. Đưa qua bên trái rồi kéo xuống thì như vậy là chỉ nó lọt vào trong cò ha. Lưu ý là chỉ phải lọt vào trong cò nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ kéo thẳng xuống và mình dùng cái cần xỏ chỉ tự động để mình xỏ chỉ qua lỗ kim. Rồi mình xỏ chỉ qua lỗ kim, hoặc là nếu như mình không dùng cần xỏ chỉ tự động thì mình sẽ tự xỏ từ trước ra sau lỗ kim ha. Cái thao tác xỏ chỉ tự động này mình đã hướng dẫn rất là chi tiết trong một cái video khác của kênh YouTube Máy May Nguyễn Dung, mọi người có thể tham khảo thêm ở video đó ha. Rồi tiếp theo là để chỉ suốt vào trong ổ. Thì cái ổ thuyền này nó rất là dễ, nó có một cái nắp đậy như vậy ha. Mình muốn mở ra thì mình sẽ rút nó ra về phía hướng người mình. Rồi cái chiều đi của cái suốt ở bên trong như sau. Mọi người cái thao tác như vậy là đúng nè. Tay phải mình cầm cái suốt, tay trái cầm cọng chỉ. Đó, bỏ cái suốt vào trong ổ thuyền. Rồi ở trên cái ổ thuyền này, ổ thuyền là cái miếng màu đen mà mình đang chỉ đây. Ngay cái vị trí này nó có một con ốc, một cái lỗ, một cái khe. Đó, và ở ngoài này là có một cái ốc này, thì ở phía bên trong nó là có một cái khe này. Khe mình sẽ móc cái sợi chỉ vào cái khe đó nha mọi người, móc nó một cái rồi kéo nó qua bên trái là được nha. Rồi bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách lấy chỉ dưới lên.
Thì mình sẽ lấy chỉ dưới lên như sau. Mình cầm cái sợi chỉ trên nè, sau đó mình nhấn cần lại mũi một lần. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình nhấn cần lại mũi một lần á, thì cái kim nó đi xuống và nó kéo cái sợi chỉ dưới lên. À, rồi như vậy là mình đã lấy chỉ dưới lên ha. Hoặc là nếu như mọi người không có làm cách đó thì mọi người có thể là cầm sợi chỉ trên và tay mình quay vô lăng. Vô lăng là cái trục tròn ở phía bên phải con máy ha. Mình quay vô lăng và về hướng người mình thì một hai vòng gì đó thì cũng câu được chỉ lên. Nhưng mà cái cách nhấn cái cần lại mũi thì nó dễ hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ may thôi. Rất là dễ ha. Đây là một số đường may mà mình đã may thử trên cái máy này ạ. Đó, một số cái kiểu đường may mình may bằng chỉ trắng ha, và khi mình thử máy thì bên dưới là chỉ đen. Mọi người thấy đường may rất là sắc sảo đúng không ạ? Dạ rồi, bây giờ mình sẽ may ha. Và mình sẽ bỏ vào và may, để vải vào vị trí mà mình cần may nè, sập chân vịt xuống nè. Rồi, muốn may cái đường mẫu đường may nào á, ở đây có tất cả là 15 16 kiểu may nè. Mình sẽ xoay cái chuyển mẫu, đây là cái nút chuyển mẫu nè. Mình sẽ xoay cái nút chuyển mẫu này nè. Đó, tới cái vị trí đường may mà mình cần may. Ví dụ như ở đây là cái đường gạch gạch như vậy ha, đường nấc thang này đó, thì mình muốn may cái đường nào thì mình cứ xoay cái màn hình nó về cái chỗ đó là mình đã may một đó đó, mình may một đó ha, rất là dễ dàng luôn đó. Mình cứ xoay, bây giờ mình muốn may đường thẳng thì mình sẽ xoay về đường thẳng này, xoay về đường thẳng này, đang xoay về đường thẳng rồi mọi người đó, xoay về đường thẳng này rồi, để lại mũi thì mình sẽ nhấn cái cần này, máy nó sẽ may lùi. Mình muốn lùi bao nhiêu lâu thì cứ giữ cái cần đó đó, khi nào không muốn lùi nữa thì dừng lại. Đó, rồi tiếp tục may tiếng, may tiếng là mình bấm nút ha, rồi muốn dừng lại bấm nút đó luôn. Rồi cái này là cái cần điều chỉnh đường độ nhanh chậm của cái đường may, mình gạt nó qua bên trái là máy nó sẽ may chậm nè, đó qua bên phải á, là tốc độ may sẽ tăng dần. À, qua bên phải tốc độ may tăng dần thì tùy vào cái tay nghề của mình sẽ lựa chọn cái tốc độ may phù hợp ha. Rồi tiếp theo, ở trên máy có một cái cần gạt như vậy, đây là cái cần điều chỉnh cái độ thưa dày của đường may. Khi mà mình muốn cho cái đường may nó thưa hơn thì mình sẽ gạt cái cần này về số lớn hơn, số 4 là lớn nhất ha. Còn nếu mà muốn nó nhạt lại á, thì mình sẽ gạt nó về cái số nhỏ hơn. Đó là cái điều chỉnh cái độ thưa dày của đường may. Ở phía trên của máy có một cái bánh xe ha. À, thì cái bánh xe này là để mình điều chỉnh cái độ lỏng chặt của đường may chỉ trên. Nếu như mình muốn cái đường may nó chặt hơn, muốn chặt hơn ha, thì mình sẽ siết cái đường may về phía bên phải, siết cái bánh xe theo chiều kim đồng hồ. Còn nếu muốn lỏng hơn á, thì nới nó ra theo ngược chiều kim đồng hồ ha. Đó là cách để điều chỉnh độ lỏng chặt chỉ trên. Còn độ lỏng chặt chỉ dưới thì mình sẽ điều chỉnh trên cái trên trên cái ốc ở trên ổ thuyền đây, ngay cái chỗ này. Khi mà mình mở cái nắp này ra thì ngay cái ngón tay cái của mình nó sẽ có một cái ốc rất là nhỏ, cái ốc nhỏ xíu ha, ốc nó từng khoảng 1,5 ly đó. Thì mọi người sẽ dùng cái vít và cũng điều chỉnh tương tự, muốn cho chỉ chặt á, thì mình sẽ siết theo chiều kim đồng hồ, còn muốn lỏng thì mình sẽ nới ra theo ngược chiều kim đồng hồ đó. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thay kim và thay chân vịt ha. Rồi để thay chân vịt thì như sau, rất là dễ dàng. Ở phía sau của cái trục chân vịt này nó sẽ có một cái nút này, ngay cái ngón tay của mình ha, có một cái nút màu đen ở đây. Rồi mình bấm cái nút màu đen này cái thì tự động cái chân vịt cũ nó sẽ rơi ra. Trên mỗi cái chân vịt đó, mọi người lưu ý khi mà mình mua chân vịt ha, mua thêm những cái chân vịt bổ trợ thì mình cũng lưu ý là mình mua những cái chân vịt có cái đường ngang như vậy. Và cái dòng này thì nó không có kén chân vịt, mình có thể mua chân vịt máy máy gia đình ở cái bộ chân vịt máy gia đình ha. Nhưng mà tuy nhiên là ở trên thị trường thì có rất là nhiều cái loại chân vịt, và có một số loại thì mình cũng không có dùng tới đâu, nó cái công dụng của nó cũng không có nhiều, cho nên mọi người có thể hỏi thêm shop khi mà mình cần cần sử dụng cái loại chân vịt nào ha, để mua đỡ tốn, tránh lãng phí. Rồi ở trên mỗi chân vịt nó sẽ có cái thanh ngang như vậy, và trên trục chân vịt nó sẽ có một cái rãnh, cái rãnh ha. Mình sẽ để cho cái rãnh và cái thanh ngang này nó trùng khớp vào nhau, sau đó mình sẽ đẩy chân vịt từ dưới lên thì chân vịt nó sẽ tự động dính. Hoặc là mình cũng có thể là để cho hai cái trùng khớp nhau, sau đó sập chân vịt xuống thì nó cũng sẽ tự dính vào nhau ha, rất là dễ dàng. Rồi để thay kim thì như sau. Cái này nó có một cái ốc ở đây ha, một một cái ốc ở đây. Mình sẽ mở cái ốc này ra, ốc gọi là ốc trụ kim. Rồi sau đó này mình sẽ kéo thẳng xuống, mình lấy cái kim cũ ra. Kim này là kim HA nhân 1, kim máy may gia đình ha. Mình có thể mua ở bất kỳ chỗ nào, ở các cái tiệm bán phụ kiện may, hoặc là Lazada, Shopee, Sendo ha. Mặt phẳng
và mặt lồi, thì mặt phẳng sẽ úp vào bên trong và mặt lồi sẽ hướng về phía mặt mình. Rồi, mình đẩy nó lên hết cỡ. Đẩy lên hết cỡ. Rồi. Siết lại. Siết lại. Rồi, đó. Rất là dễ dàng ha. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bước căn bản sử dụng cái chiếc máy may Singer 5780. Những cái thông tin cần hỗ trợ về kỹ thuật của máy của tất cả các cái dòng máy may gia đình, hoặc là cần được tư vấn một cái dòng máy may phù hợp, thì mọi người hãy liên hệ với số điện thoại ở bên trên màn hình ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tin tưởng máy may Nguyễn Dung trong suốt thời gian qua.